Kính thưa quý vị, tôm cá chết hàng loạt sau mưa lớn ở Hà Tĩnh. Một tuần trở lại đây, sau đợt mưa lớn vừa qua, các hộ nuôi tôm và cá của một số nông dân ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã bỗng nhiên bị chết hàng loạt. Có những hộ nuôi bị mất đến 80% tôm cá, gây thiệt hại tài chính nặng nề cho người dân. Sau mưa, tôm cá không bị trôi nhưng lại bị chết. Theo một số chuyên gia chăn nuôi, thì tác động trực tiếp từ đợt mưa lớn vừa qua đã gây úng ngập nguồn nước ô nhiễm, đã làm xáo trộn môi trường sống của tôm cá. Hiện tượng tôm cá bị chết ở Thạch Hà đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Điều này đang gây băn khoăn lo lắng cho người nuôi, đồng thời cũng cho thấy môi trường ô nhiễm có thể dẫn đến những thiệt hại tài chính nghiêm trọng.